Rồi, ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã học cách để tạo ra được một cái function component rồi đúng không? Thì ở trong video lần này chúng ta thì chúng ta sẽ tập làm việc về cái thằng uh, component của chúng ta nhé. Ví dụ như là hiển thị giá trị ra, rồi hiển thị cái cái value nó như thế nào, rồi biến nó như thế nào nhé. Thì uh, thực ra ấy, thì cái việc mà chúng ta hiển thị ra như thế thì tức là nếu mà các bạn nào đã làm gọi là logic về ra suite lâu rồi thì các bạn thực ra thì các bạn khi mà bước sang thằng này thì các bạn cũng sẽ nó cũng không có một cái gì đó nó khó khăn cho các bạn cả ờ, ví dụ nhé ví dụ như ở đây là cái đầu tiên là chúng ta sẽ làm việc với thằng common thì làm việc common thì chúng ta sẽ có những vấn đề gì đầu tiên ví dụ như là chúng ta sẽ hiển thị cái dữ liệu ra cái common như thế nào đúng không đấy. vấn đề thứ hai của chúng ta đấy là chúng ta sẽ truyền qua lại giữa các common như thế nào khi mà nó được phân nhỏ ra như thế đúng không đấy, chúng ta chỉ có hai cái com, hai cái đấy của chúng ta là là chúng ta đã nằm nắm bắt được cái việc mà chúng ta xử lý cái comment rồi đúng nha có những vấn đề còn lại chúng ta chúng ta tính sau thì ở trong cái video này chúng ta chúng ta sẽ giải quyết cái mặt thứ nhất trước nhá mà thứ nhất trước chúng ta chúng ta sẽ hiển thị cái giá trị chúng ta ra ngoài cái con như thế nào và cái mặt còn lại thứ hai là chúng ta sẽ làm việc uh, hiển uh, qua lại giữa các cái comment thì mình sẽ để nó ở video sau nhá Ok rồi thì ở đây chúng ta đầu tiên là chúng ta muốn hiển thị dữ liệu ra đầu tiên á thì ví dụ bây giờ mình muốn là mình sẽ tạo ra một cái hello my friend ví dụ như là hello uh, mình ở đây mình muốn hiển thị ra là my đúng không mình có thể hiển thị ra là my uh, uh, my number my number random đúng không? my number random à, thì ở đây ví dụ như là mình sẽ phải viết ra một cái hàm đúng không thì ở trong này bình thường thì chúng ta sẽ viết thì uh, viết như thế nào chúng ta sẽ là viết mát đúng không mát của chúng ta chấm floor đúng không floor cái hàm random này mình nhớ lại nè uh, floor à, đúng rồi mình sẽ viết biểu thức ở trong này sẽ là mát chấm uh, random và chúng ta sẽ nhân với một cái con số nào đấy để nó thay đổi một chút đúng không ví dụ này bình thường là chúng ta sẽ viết như này đúng không thì bạn nhớ là khi mà chúng ta muốn viết một cái biểu thức dọc switch hay chúng ta viết một cái mã nhúng dọc switch của chúng ta vào trong một cái uh, code của ZX thì chúng ta sẽ phải viết nó ở trong cái dấu này nhá cái dấu mỏng ngoặc như này được chưa đấy và chúng ta sẽ viết nó ở giữa đấy, ok p là đấy thì nó sẽ nhận đây là một cái biểu thức javascript của các bạn và nó sẽ tự động tính nhá thì giờ mình sẽ can s lại được Đấy, rồi thì đây các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ ở đây nó sẽ random các bạn một số 23 reload lại thử xem nào đấy 6 đúng không <laughs> hay phết đấy chứ rồi mình thử reload phát nữa 22 ui đấy, nghe ngon xem số nào thì tí nó đánh đề nào ui số không luôn ạ gắt vậy đó, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tiếp này thì uh, như mình nói là chúng ta có thể dùng lại các commonen đúng không thì dùng lại commonen thì dễ quá đúng nhỉ chúng ta chỉ cần paste nó ra thì mỗi một tầng bây giờ ví dụ mình paste thành năm cái đi ba bốn năm nó nhanh không vậy chúng ta tạo được năm commonen và mỗi một common thì có một cái các cái giá trị random khác nhau đúng không mình reload lại này đấy, thấy không mình reload lại phát nữa này đấy các bạn thấy là đấy nó sẽ random mỗi một commonen sẽ chịu trách nhiệm khác nhau về giá trị đúng không đấy được nhỉ đấy, thì chúng ta sẽ hiển thị nó như thế thôi chứ đơn giản nó chỉ như thế thôi đấy nhá nếu mà bây giờ mình thử bỏ thằng này đi đúng không đây cái thằng animal này mà các bạn bỏ thằng này đi á đây này đấy, thì bạn thấy là nó lại ra cái text bình thường của thằng html này thì bạn sẽ biết thực ra các bạn thừa hiểu rằng nó sẽ không bao giờ hiển thị được như này và nó sẽ coi đây chỉ là một cái text bình thường ở trong html thôi đúng không đây này đúng không? đấy mà các bạn bắt buộc là phải viết nó ở trong cái dấu ấy cho mình được chưa đây dấu này đấy nhá đấy, đào, cho nhét thì có phải là nghe ăn đẹp nhá ok ấy thì video này của mình, mình chỉ dừng có nghĩa là mình sẽ dừng ở cái việc là chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề thứ nhất về thứ nhất chúng ta là hiển thị cái giá trị đó ra như nào thì ví dụ như sau này của chúng ta ví dụ như là sau này chúng ta muốn hiển thị một cái giá trị ở đấy ra ngoài chúng ta chỉ cần đây ví dụ chỗ này các bạn không thích hiển thị giá trị này các bạn chỉ cần viết tên biến ví dụ như ở đây là my variable đúng không? variable đấy và cái thằng này ví dụ nó có một cái giá trị là 20 nào đấy đúng không đấy, thì nó ra ngoài nó sẽ hiển thị là 20 để chưa đấy Đấy, thì video này chúng ta chỉ tạm thời là làm những cái rất là đơn giản nữa được chưa nhá rồi thì video này chúng ta sẽ dừng ở đây ở trong video sau của chúng ta chúng ta sẽ làm cái vấn đề còn lại đấy là chúng ta sẽ truyền dữ liệu ở trong common như thế nào được chưa đấy, và chúng ta cái tên nó khá là thân quen với các bạn đấy và cũng là một trong những vấn đề rất là đau đầu khi mà chúng ta làm việc với thằng react đấy là props đúng nha những sự nhầm lẫn và những cái bản chất của props ở trong common thì chúng ta giờ sẽ phải tìm hiểu về nó đúng không nha rồi thế nhá, trong video sau ta sẽ tiếp tục. Video mình sẽ dừng ở đây thôi. Bye bye mọi người.